Thúy chào đại gia đình của kênh Thúy Long An Vlog. Hôm nay Thúy chia sẻ với cả nhà mình cái cách mà rang đậu nành ha. Thì tùy theo vùng miền, ở quê Thúy thì gọi là đậu nành, nhưng mà có nhiều nơi á, người ta gọi là đậu tương ha. Thì để mà rang cho nó bông lên y chang như cái đậu phộng da cá nè, Thúy làm nè. Rất là ngon luôn, ăn rất là giòn luôn, ăn là ghiền luôn á cả nhà. Cho nên hôm nay cả nhà làm cùng với Thúy ha. Ở đây Thúy làm là Thúy chuẩn bị là 300 g đậu nành. Thì tùy theo nhà mình ăn ít ăn nhiều, thì nếu mà ít người thì mình làm ít lại nha các bạn. Đó, thì lựa sâu ra, tại vì mình lựa ra nha. Lựa xong rồi mình đi rửa sạch rồi mình mới ngâm. Đó, thì rửa sạch rồi nè. Khi mà mình rửa nó sẽ teo teo cái vỏ lên như vậy nè. Nó bong ra đó các bạn. Thì mình cho nước vào mình ngâm 2 tiếng, 2 giờ đồng hồ nha các bạn. Như vậy cái đậu của mình nó sẽ nở ra, khi mình rang á nó sẽ xốp, nó sẽ là ngon, nó sẽ giòn. Đó, thì cho một muỗng cà phê muối vào. Để cho nó khi mà chút mình rang á thì nó sẽ vừa ăn, nó sẽ có hơi vị mặn mặn á, nó sẽ rất là ngon. Mình không có để trực tiếp vào mà mình ngâm vào như vậy nè. Cái lúc mình rang mình khỏi để. Đó, thì bây giờ đậu đã được 2 giờ rồi nè, bây giờ Thúy sẽ đem đi trắc cái nước nó ra nha. Mình trắc ra thôi, tại hồi nãy mình đã rửa rồi, thì mình trắc mình coi những cái mà có một hai cái vỏ nó tróc ra đó thì mình lụm ra, với lại cái phân nửa nó bị gãy ra đó thì mình bỏ ra thôi. Giờ Thúy cho vào một cái chảo như vậy để mình rang nha. Thì các bạn, tại Thúy ngâm cái này là bây giờ là chiều rồi, cho nên Thúy làm liền, Thúy để ráo nước có 10 phút mà. Còn nếu mà các bạn mình trắc ra mình nên để hơi lâu lâu ha, khoảng hơn nửa tiếng đi, đặng cho nó thật là khô mình rang nó sẽ mau hơn. Còn nếu mà Thúy như Thúy thì hơi ướt vậy nè, nó hơi ẩm á, thì mình rang nó sẽ hơi lâu hơn ở trên bếp ha, nó sẽ dài thời gian hơn đó. Thì mình cứ đảo đều như vậy nè, mà các bạn lưu ý giùm thấy ha, mình đảo đều tay nha. Với lại cái chảo á, nếu mà mình rang nó mới qua rang lần đầu á thì mình nên đổ vô vừa thôi. Còn này tại thí dụng sử dụng cái chảo này hơi nhỏ nè, so với 300 g nè, nhưng mà bởi vì cho nên thí khuấy đều tay, chứ không thôi, nếu không thôi á là có những hạt nó không đều. Cho nên là mình lưu ý cái chỗ này á, thì cái đậu của mình á, nó sẽ giòn hơn. Và các bạn nhớ là mình phải để lửa thật là nhỏ nha. Tại vì á, để lửa thật là nhỏ thì đậu của mình á, nó sẽ lâu, thật lâu nó mới khô. Thì á, nó sẽ nóng đều cái đậu hết, thì đậu của mình nó sẽ xốp và nó sẽ giòn. Còn nếu mà các bạn để lửa lớn quá thì nó sẽ áo cái lớp ngoài, khi mà nó vàng lớp ngoài, nhưng mà bên trong á, nó mềm xèo, nó không ngon nha. Thì với cái cách rang đậu nành này của Thúy nè, Thúy thấy là Thúy ăn nó y chang như ở ngoài hàng người ta bán á. Tại vì á, người ta cũng làm giống như mình, mà có cái là ta có máy ta sấy, còn mình là mình rang. Cho nên á, mình để lửa nhỏ mình rang nó cũng giống như vậy thôi. Nó rất là xốp và rất là giòn luôn á. Đó, bởi cho nên là mình rang hoài, mình cứ đánh cho đều vậy nè. Mình cứ đảo đều vậy đó. Giờ mình nghe nó nổ lóc bóc là mình biết nó vừa, và cái hạt đậu nó vừa vàng tới như vậy nè. Đó, mình cắn mình thấy nó giòn là hạt đậu của mình nó vừa rồi đó, nó đạt rồi đó. Mình cho ra ngoài cái tô nè. Đó, thấy không? Nó vàng ươm luôn á. Giờ Thúy bắt cái chảo đó trở lại nè, Thúy cho vào một muỗng rưỡi canh đường cát. Thì đường cát á, ở đây á, nếu mà các bạn mình không thích áo lớp đường á, thì mình rang như vậy cho tới chín rồi mình để ra rồi mình ăn luôn là nó hơi có vị mặn. Còn ở đây Thúy muốn cho nó áo lớp ngoài hơi ngọt chút xíu á, để cho nó ngon hơn á, thì Thúy cho đường vô như vậy. 300 g Thúy cho một muỗng rưỡi đường cát, rồi Thúy cho xíu nước nè. Đó, mình cho nó vừa bốc hơi cái nước lên thôi, đường để cho nó tan ra ha, là cái mình cho đậu vào. Đó, như vậy á, thì nó áo ngoài á, ăn rất là ngon. Nó vừa có cái vị hơi ngọt ngọt mặn mặn nè, mà lại nó giòn nữa. Đó, mình rang hồi nãy nó có cái mấy cái vỏ nó bị cháy khét á, mà khi mình cho ba tô á, nó sẽ dính vào cái đít tô mình đổ ra, nó dính ngược lại cái tô á. Không, đó, giờ mình tiếp tục mình đảo nè. Mình đảo khi nào mà nó áo hết cái đường vào trong cái đậu á và nó khô trở lại, giờ mình rang mình nghe cái tiếng nó nổ lắc bắc á, mình thấy nó thật là khô rồi đó, nó bông lên á là vừa đó. Mình cứ đảo đều như vậy nè, rất là béo, rất là ngon luôn á. Tại vì á, Thúy lúc trước á, Thúy không biết á, Thúy để trực tiếp và Thúy rang luôn á, mình ăn nó cứ ngắt à, nó không có ngon đâu. Các bạn nên làm theo cái kiểu của Thúy nè. Thúy thấy là cái cách này đó là nó không có thua gì ở ngoài chợ bán đâu. Tại vì á, người ta sử dụng cái máy sấy nó không cực thôi, còn mình làm hơi cực chút xíu nhưng mà nó ngon. Nó cũng chỉ tương tự như vậy đó. Đó, các bạn thấy không, nó bông lên rồi nè.
nó không còn dính đường ở dưới đít chảo nữa, mà nó bông, nó dính, nó áo hết cái lớp ngoài của đậu á. Đó, thì ăn thử nè, nó giòn khấu luôn á. Nó như vậy nè, và cái mình cho, mình để thật là nguội xong rồi mình cho vào một cái hộp, mình đậy kín nắp lại rồi mình để dành mình ăn dần. Đối với cái đậu nành này ăn rất là tốt cho sức khỏe luôn á. Nhất là chị em phụ nữ mà mình có cái vòng một hơi nhỏ ha, là nó sẽ hỗ trợ rất là tốt luôn. Nói chung thì với cái đậu nành là ăn rất là tốt. Cho nên cả nhà mình nên mùa này ở nhà rất là buồn miệng luôn. Cho nên bánh trái này nọ đồ nói chung là cũng phải đi mua, mà đâu có được đi được đâu mà mua. Cho nên là mình nên mua đậu nành để nhà, cái buồn buồn mình rang để vậy nè, ăn cho đỡ buồn miệng nè, mà nó lại ngon nữa, mà lại tốt cho sức khỏe nữa. Cho nên sẵn hôm nay thì làm chi thí chia sẻ với cả nhà mình ha. Đó, nó gừng nó áo hết rồi nè. Thấy mình nhìn nó hơi vừa ngã ngã qua cái màu á, hơi vàng óng ánh là mình tắt bếp ha. Đó, thôi video của thí đến đây thí dừng nha. Thí chia sẻ cái cách mà mình rang đậu nành như thế nào để cho nó vừa xốp nè, mà nó vừa giòn nè, mà lại nó giống như của người ta bán vậy đó. Tới đây thì dừng video ha. Nếu cả nhà thấy hay thì nhớ tặng Thúy một like nha. Và nhớ đăng ký kênh ủng hộ Thúy làm những video tiếp theo sẽ hay hơn. Thúy bye, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại những video sau.